Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Ly sẽ nấu một nồi gà tiềm ăn với cái nui cũng như là cái hủ tiếu dai. Rồi mình kèm theo rau đó là cái bông cái cải xanh này nè. Thì bây giờ Ly sẽ đem đi luộc cái nui cũng như là hủ tiếu rồi cải, rồi sau đó Ly sẽ chuẩn bị cho cái nồi súp gà tiềm nui. Ly đã luộc xong rồi. Bây giờ Ly qua Ly luộc cái hủ tiếu. Và đây là hủ tiếu dai Ly đã luộc xong rồi. Và đây là cái cải xanh Ly đã rửa sạch, cắt nhỏ từng khúc như thế này nè. Và Ly sẽ bỏ vào nồi nước sôi. Ly luộc, luộc sơ thôi. Và đây là cải xanh, Ly đã luộc xong rồi. Bây giờ Ly sẽ chuẩn bị cho nồi gà tiềm nha. Trên bếp của Ly có 3 cái đùi gà. Ly mua ở ngoài chợ người ta làm sẵn rồi đó. Bây giờ Ly đem về, Ly rửa sạch, Ly đem chiên sơ. Và đây là những cái nguyên liệu mà Ly chuẩn bị cho cái nồi gà tiềm. Thì ở đây Ly có cái hạt chi nấc. Hạt chi nấc là hạt này nè. Ở ngoài chợ có bán ở trong những cái bọc như thế này nè. Ly tháo ra một bọc thì nó được bao nhiêu đây hả? Rồi Ly có hạt sen. Hạt sen thì Ly đã ngâm. Ngâm nó vài tiếng. Rồi Ly có táo đỏ. Ly có nấm mèo Ly cũng luộc sơ. Rồi Ly xé ra nhỏ từng miếng như thế này. Ly có cái một củ hành tây, hai củ anh hương và vài tép tỏi để khi mình bỏ vào nồi nước nấu cho nó thơm, nó ngọt. Ở đây Ly có một cái chén để gọi là cái gia vị để tìm á, mua trong cái tiệm thuốc bắc á. Đây là Ly có một cái chén gồm có hạt nêm, đường phèn và muối để chút nữa Ly nêm vào nồi nồi hầm. Ly có một vài khúc bắp và đây là ba cái đùi gà mà Ly đã chiên sơ. Bây giờ Ly sẽ lấy cái hạt sen cũng như là cái táo đỏ Ly bỏ vào nồi nước Ly nấu trước. Thì hai cái này nó sẽ lâu mềm hơn những thứ khác. Ở trên bếp của Ly có một cái nồi nước sôi đang sôi sùng sục. Hồi nãy Ly có bỏ cái hạt sen và cái táo đỏ lên để nấu trước vì hai cái này nó lâu chín. Bây giờ Ly sẽ bỏ cái chén gia vị mà để mình tìm á, Ly bỏ hết luôn. Ly cũng bỏ vô trong nồi cái những cái tép tỏi với hành hương và hành tây luôn, nấu cho nước nó ngọt và nó thơm. Còn đây là hạt chi nấc nè, Ly bỏ vô luôn. Nấu cái hạt này vô cái nồi tiềm của mình nó ăn nó sẽ bùi bùi, béo béo. Sau đó là Ly bỏ ba cái đùi gà vô luôn để mình hầm cho nó mềm, mình tèn cho nó mềm. Rồi Ly sẽ để ở đây. Rồi sau khi những cái nguyên liệu này nó mềm thì Ly sẽ bỏ những cái thứ khác vào. Đây là cái nồi mà Ly tìm đã được hơn 30 phút rồi, Ly để lửa riu riu như thế này nè. Bây giờ Ly sẽ bỏ nấm mèo vô. Rồi cái chén gia vị hồi nãy đó đi bỏ hết vô luôn. Đi để cho nó sôi lên một chút nữa. Thì mình sẽ nêm, nêm nếm lại.
cho nó vừa ăn. Thế là mình cho ra tô, sen, táo rồi tất cả đều đã mềm hết rồi nè, gà cũng vậy. Bây giờ nồi gà tiền của mình sôi lại rồi, mình bỏ hết các khúc bắp vô, xong rồi đi nêm lại thử xem nó vừa ăn không nha. Đi thấy nó rất là ngọt, nó thơm, cái mùi hơi hơi mùi của thuốc bắc mà nó ngọt từ táo đỏ, rồi cái bùi của cái vị cái hột mà chi nách, rồi nó ngọt cái thịt gà, nói chung là tất cả cái gia vị nó hòa quyện vào với nhau, thành ra một cái nồi gà tiềm rất là ngon, rất là đặc biệt. Mình cho ra tô ăn với hủ tiếu dai hoặc hủ tiếu mềm hoặc có thể nui. Hôm nay thì Ly ăn với nui và hủ tiếu dai. Bây giờ nồi gà của Ly xong rồi, Ly sẽ cho ra tô với nui. Và đây là tô nuôi gà tiềm đi nấu xong rồi. Sau đó Ly sẽ cho một ít cải, cải xanh hồi nãy mình luộc đó, cho vào. Có một khúc bắp nè, mình bỏ bắp vô á, làm cái nước nó rất là ngọt. Sau đi cho một ít hành lá, rắc lên một ít tiêu để đi thử xem nha. Thử xem nè, múc lên một ít nui, múc thử một ít nước, bỏ vào một cọng cải. Ngon quá, không thể nào tả được, phải ăn nữa thôi. Chào tạm biệt mọi người nha, nhớ vào bếp làm thử cho gia đình ăn ha. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hẹn gặp lại lần sau. Ly phải ăn thôi.